Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Yaro. Mình là Thảo Hoàng. Nguyễn Hồng Đức, hậu duệ mới của lứa Hoàng Hải, Công Phượng. Bạn sẽ không thể tìm được ai hồn nhiên hơn Nguyễn Hồng Đức. Phải, anh chàng có nụ cười thuần phát ấy luôn bỏ ngoài tai những toan tính. Cứ như thế, anh chàng vô tư tỏa sáng. Cho đến nay, chàng trai 21 tuổi Nguyễn Hồng Đức chưa một lần khiến bố mẹ thất vọng. Đó vẫn là cậu nhóc hiền lành, khiêm tốn và cầu tiến. Hãy cùng Mr. Yaro tìm hiểu về Nguyễn Hồng Đức, hậu duệ mới của lứa Hoàng Hải, Công Phượng nhé. Đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh của chúng mình để được nhận những thông tin mới nhất. Xin chào! Nguyễn Hoàng Đức từng khiến triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong tiếc nuối với cú sút hỏng ăn tại U20 World Cup năm 2017. Song bỏ lại đằng sau tất cả, tiền vệ gốc Hải Dương đã mạnh mẽ đứng lên, bước tiếp và đang ngày càng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của mình. Bạn sẽ không thể tìm được một ai hồn nhiên hơn Nguyễn Hoàng Đức. Phải, anh chàng có nụ cười thuần phát ấy luôn bỏ ra ngoài đầu mọi toan tính. Cứ như thế, anh vô tư tỏa sáng. Phút 86, cuộc đối đầu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand trên sân vận động Cheonan ngày 25 tháng 5 năm 2017, tỷ số lúc này đang là 0-0. U20 Việt Nam đang triển khai đợt tấn công nguy hiểm bên phía cánh trái với người cầm bóng là Hà Đức Chinh. Đức Chinh giữ bóng, làm động tác giả trước khi thực hiện một đường căng ngang vào trong vòng cấm. Trần Thành là người đầu tiên ập vào nhưng bất chợt một cái bóng áo đỏ xông đến như từ dưới đất chui lên. Anh ấy đã chạm bóng rồi và trước mặt chỉ còn là khung thành trống. Lúc này, các cầu thủ New Zealand gần như chết lặng. Ở phía xa, hơn 3.000 cổ động viên Việt Nam đã đứng bật cả dậy. Dưới sân, các cầu thủ U20 Việt Nam đã sẵn sàng cho một màn ăn mừng, bởi họ biết rằng nếu đây là một bàn thắng, 3 điểm sẽ gần như là nằm chắc trong tay họ. Trọng trách bây giờ đang đè nặng lên cái bóng áo đỏ đó. Không vào, pha dứt điểm của Hoàng Đức vẫn còn quá mạnh, bóng đã đi vọt xà một cách rất đáng tiếc. Và tất nhiên, những gì diễn ra sau đó không phải những màn ăn mừng, những tiếng hò reo về sung sướng, mà là những cái ôm đầu tiếc nuối đến từ Hoàng Đức cũng như là toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện U20 Việt Nam. Đó là thời khắc tiếc nuối của hơn 2 năm về trước, một chớp mắt đôi khi đã quá ngắn để có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng trong video này, nó đủ cho một anh hùng được tạo ra. Đó là phút 90+1 ở Riza Memorial, Đức Chiến treo bóng vào vòng cấm địa trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng thay vì kết quả hòa. Nhưng nó dễ dàng bị các hậu vệ Indonesia đánh bật trở ra. Có lẽ niềm hy vọng đã hết, có lẽ U22 Việt Nam sẽ rời sân với kết quả hòa và có lẽ giấc mộng lấy vàng SEA Games không còn chắc chắn. Không ai khi ấy để ý Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ người Hải Dương như thể con sư tử giấu mình trong bụi cỏ và chờ đợi. Rồi trong khoảnh khắc khi bóng dội ra, lao đến và tung đòn kết liễu nhanh như chớp giật. Một tuyệt phẩm hoàn hảo cho mọi khía cạnh mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước được thực hiện một lần trong đời. Vậy mà Hoàng Đức, khi U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 30, chắc chắn sẽ là người hùng số 1 với bàn thắng bằng vàng vào lưới Indonesia. Lại nói tỉnh bơ rằng đó là kết quả của sự tình cờ. Sau khi đỡ bóng, thấy thuận lợi là sút ngay chứ không nghĩ nó sẽ thành bàn, anh chia sẻ sau trận đấu. Để nhấn mạnh điều này, Đức cũng nói thêm, màn ăn mừng đơn giản chỉ là làm bừa thay vì được tính toán từ trước. Hẳn là nhiều người đã đôi lần tự hỏi, làm thế nào Hải Dương, tỉnh chưa từng sở hữu một câu lạc bộ chuyên nghiệp, lại sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá đến như vậy. Từ Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy đến Tiến Linh, Trọng Đại và bây giờ là Hoàng Đức. Rất khó để có được câu trả lời thỏa đáng, nhưng nếu bắt buộc phải chỉ ra một lý do nào đó, có thể xuất phát từ sự vô tư của người dân nơi đây. Họ không tham vọng để tạo ra áp lực cho mình bằng những mục tiêu cao, càng không chuẩn bị trước cho một tương lai ghê gớm mà họ sẽ trở thành. Đơn giản là họ cứ bước đi rồi mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên. Câu chuyện của Hoàng Đức là một điển hình khi các phóng viên thăm nhà Hoàng Đức vào buổi sáng ngay sau khi tiền vệ khoác áo số 14 ghi bàn vào lưới Indonesia. Được bố mẹ anh kể rằng gia đình không có truyền thống bóng đá. Vậy mà bỗng đâu nảy nòi ra cậu nhóc từ 5 tuổi đã có niềm đam mê với trái bóng tròn. Để rồi, hàng ngày tiết kiệm từng nghìn để mua bóng nhựa, sau đó ra ngoài ngõ và chơi với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Thường thì các bậc phụ huynh luôn muốn cho con mình học hành giỏi giang và coi việc học là số 1. Nhưng bố mẹ Đức thì khác. Thời gian đầu tập bóng ở trung tâm, Đức từ học sinh giỏi xuống thành tiên tiến, con đã muốn bỏ. Mẹ Đức kể, nhưng sau khi được các chú bác động viên, Đức lại tập trở lại và nói khi nào thầy đuổi con mới thôi và gia đình cũng không quan tâm đến giỏi hay tiên tiến nữa. Dần gắn bó với trái bóng và bắt đầu gặt hái thành công ở các giải trẻ, vẫn không ai nghĩ rằng nó sẽ mở ra tương lai sáng lạn. Chẳng thế mà sau các chiến tích ở giải trẻ như lần vô địch giải U11 Yamaha, Đức ghi dấu ấn với bàn thắng bằng chân trái, không ai trong nhà nghĩ đến chuyện lưu giữ huy chương.
các em trong họ đến nhà chơi thích lắm. Thế là cho mỗi đứa một cái đều về. Ngày ấy thấy con vui chơi, đã tốt là mừng, đâu có nghĩ xa xôi, bố Đức nói. Thuộc thế hệ những người từng lăn lộn trong giai đoạn Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, bố mẹ Đức hiểu rõ sự nghiệt ngã của nghiệp vùng đuổi áo số. Nhưng họ cho phép con tự do theo đuổi đam mê, chấp nhận con phải xa nhà từ năm 10 tuổi và sẵn sàng đồng hành với con ở mọi giải đấu. Điều duy nhất bố mẹ Đức muốn cậu con trai luôn tâm niệm đó là phải tránh xa mọi thứ cám dỗ và nhất nghe lời các thầy. Cho đến nay, chàng trai 21 tuổi Hoàng Đức chưa một lần khiến bố mẹ phải thất vọng, đó vẫn là cậu nhóc hiền lành, khiêm tốn và cầu tiến. Cho đến nay, những người ở trung tâm Viettel vẫn kể về câu chuyện vươn lên của Đức. Đức có dáng người cao dong dỏng nhưng mỏng, sức bền và sức mạnh đều yếu. Cầu thủ người Hải Dương không thể cạnh tranh suất đá chính cho các đội trẻ U13, U15 của Viettel. Đã có thời điểm Hoàng Đức thậm chí nằm ngoài kế hoạch của các đội trẻ Viettel và bị đẩy sang đội U14 tuyển chọn của VFF, thực chất là đội lấy hàng thải của các lò gom về. Thậm chí, Đức được xem là không đủ phẩm chất để tiếp tục đào tạo xa hơn. Anh đã xin ở lại trung tâm và kiên trì tập luyện. Rồi một ngày, đội thiếu người, cực chẳng đã, huấn luyện viên gọi anh vào chỉ để đủ quân số. Thật không ngờ, Đức chơi không những hay mà còn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải U17. Kể từ đó, Hoàng Đức không bao giờ nhìn lại phía sau. Nhiệm vụ cải thiện các điểm yếu về thể lực cầu thủ được giao cho huấn luyện viên Nguyễn Minh Tiến. Các phương pháp bồi dưỡng và tập luyện chuyên sâu nhằm nâng cao thể lực cho Hoàng Đức được thực hiện nghiêm ngặt. Ý thức được điểm yếu, cầu thủ trẻ Viettel nỗ lực rèn luyện theo sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên. Sự nhẫn nại của thầy cùng với lòng quyết tâm của trò đã mang đến những quả ngọt đầu tiên. Vào năm 17 tuổi, tiền vệ người Hải Dương được thi đấu cho các đội trẻ của Viettel ở các giải đấu quốc gia. Những màn thể hiện ấn tượng của Hoàng Đức giúp anh được đôn lên đội 1 của Viettel. Mùa giải năm 2018, tiền vệ trẻ góp công vào thành tích đưa Viettel lên V-League với 9 bàn thắng và 3 kiến tạo. Để chuẩn bị cho một giải đấu ở cấp cao hơn, Viettel đã có nhiều cải tổ trong nhân sự. Tuy nhiên, với cái kèo trái rất dị, Nguyễn Hoàng Đức vẫn giữ được chỗ đứng trong đội hình. Tại giải quốc nội, Hoàng Đức liên tiếp gặp chấn thương với khát khao vươn lên mạnh mẽ của một cầu thủ đang mang trên mình màu áo lính. Cầu thủ trẻ bất chấp tất cả, nỗ lực trở lại sớm nhất để có thể và vẫn xung phong ra đá chính dù trên người vẫn còn những vết thương phần mềm. Khi về thăm nhà Đức ở Cẩm Giang, Hải Dương, mẹ cậu lại kể rằng mỗi lần về nhà, Đức không dám mặc quần cộc, cởi trần vì sợ bố mẹ nhìn thấy mà sót con. Giải đấu vô địch quốc gia giúp Hoàng Đức trưởng thành hơn về lối chơi và được lựa chọn ở nhiều cấp độ đội tuyển. Sau một lần trả lời truyền thông Việt Nam về việc loại Hoàng Đức khỏi đội tuyển vì chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đáp lại: Đức rời đội tuyển vì lý do bất khả kháng, nhưng hãy tin tôi, trong tương lai, Hoàng Đức sẽ trở thành điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam đấy. Vào đầu năm nay, cái tên Nguyễn Hoàng Đức được biết đến rộng rãi sau bàn thắng ghi được vào lưới U23 Thái Lan, giúp Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Sau đó, các phóng viên đã ghé qua trung tâm đào tạo Viettel để gặp anh. Thật không may, đầu giờ chiều hôm ấy, Đức chuẩn bị bước vào cuộc họp đội vì thời gian tập sẽ đẩy sớm so với dự kiến. Bằng giọng nhỏ nhẹ với âm điệu đặc trưng Hải Dương, Đức nói: "Các anh thông cảm, em chỉ có thể ngồi nói chuyện vài phút thôi." Sau đó, ký tặng mấy tấm ảnh rồi chạy như bay về phòng họp. Đức quá vô tư để không bao giờ đặt mục tiêu trở thành ngôi sao và đến lúc thành danh cũng không coi mình là ngôi sao. Chính bởi sự vô tư ấy, Đức ít khi dằn vặt vì những sai lầm như tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở vòng chung kết U20 World Cup. Anh chỉ hướng về phía trước, luôn ra sân với cái đầu thông thoáng, qua đó giải phóng các ý tưởng và cho phép đôi chân nhảy múa, không hề quá khi nói rằng xem Đức chơi bóng luôn mang lại cảm giác thực sự thư giãn. Và đó là lý do tiền vệ người Hải Dương làm nên một tuyệt tác ở Riza Memorial. Trong bối cảnh mà báo Thái mô tả, Việt Nam vừa trốn thoát khỏi địa ngục nhờ cú đánh đầu ngược của Thành Trung. Tất cả đều chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ hãi thất bại. Người ta có thể thấy áp lực tâm lý ở nhiều cầu thủ Việt Nam. Họ bắt đầu nóng nảy để rồi cuốn theo những chiêu trò tiểu xảo của người Indo và thiếu đi sự chính xác thường thấy. Hoàng Đức không để mình rơi vào trạng thái đó, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh và chờ đợi cơ hội. Và khi bóng đến, bình tâm đánh giá tình hình, đẩy bóng thêm một nhịp để có được góc sút cùng tư thế thuận lợi trước khi tung ra cú dứt điểm sét đánh. Rồi sau khi trở thành người hùng, Đức cười tươi nói rằng đó là phần thưởng của quyết định mang tính bản năng. Sao cũng được, dù bất cứ lý do gì thì hãy cứ giữ sự vô tư đấy nhé Hoàng Đức, kể cả khi tất cả đều biết trong tương lai cậu còn tiến rất xa. Còn bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với Mr. Yaro bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để đón xem được những video mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!